Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 12 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các khu vực trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cơ bản là vẫn rét vào ban đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng hanh. Tại khu vực miền Đông, đêm và sáng trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất là khoảng 9 độ, vào ban ngày nhiệt độ tăng cao, mức cao nhất có thể chạm ngưỡng 21 độ. Còn tại các địa phương miền Tây và thành phố Hạ Long, trời phổ biến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 13 đến 23 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi bao gồm huyện đảo Cô Tô, thời tiết tương tự các khu vực trên đất liền, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 14 đến 19 độ. Trên biển có gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, đêm và sáng giật cấp 6, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang những thông tin thời tiết các vùng biển trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh vẫn tiếp tục bao trùm các tỉnh miền Bắc. Về đêm và sáng sớm, nhiệt độ hạ xuống mức từ 9 đến 12 độ ở các tỉnh thành Đông Bắc Bộ và trong khoảng từ 11 đến 14 độ ở phía Tây Bắc Bộ. Vào ban ngày, Bắc Bộ vẫn có nắng hanh, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 19 đến 22 độ, phía Tây Bắc Bộ có nơi đạt 25 độ. Lui xuống miền Trung, đêm nay và ngày mai, các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Bình Định sẽ có mưa rải rác với lượng không lớn. Các khu vực khác hầu như không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ ngày mai tại miền Trung sẽ có sự phân hóa khá rõ rệt. Với khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, phổ biến trong khoảng từ 19 đến 23 độ. Với khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Định, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Còn với các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó, với các tỉnh phía Nam thì phổ biến có mưa vài nơi về chiều và tối. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Còn tại Nam Bộ trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Chuyển sang tình hình thời tiết biển, đêm nay và ngày mai thì nhiều vùng biển của nước ta như khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực giữa và Nam Biển Đông đều có gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6 trở lên, sóng cao, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khai thác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Kết thúc bản tin dự báo thời tiết sẽ là bảng nền nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước.